lúc đó thì như thế nào? Đó là khoảng một mấy gần 2 giờ, coi như là không có nghe một cái tiếng chuông, một cái báo cò cháy gì hết, mà tại vì do ông xã ông ngủ bên ngoài thì ông nghe rầm rầm thì ông mới lật mở cái cửa ra, ông thấy khói quá trời, lúc đó mới tập đập cửa, tại vì ngủ mới lạnh thì đóng cửa, nó không có nghe một tiếng động nào hết. Nhưng mà lúc đó sau khi mà phát hiện ra thì chị thấy cảnh vật xung quanh như thế nào, và tiếp theo là ai đã đưa chị xuống hoặc như thế nào? Lúc đó là mọi người coi như là ùa ra ngoài chỗ thoát hiểm, nhưng mà lúc đó cái cửa thoát hiểm nó lại quá nhiều khói đi, nên năm năm mọi người lại tụ lại một chỗ. Thì trong cái đám đông đó thì có một cái anh trai bình tĩnh, còn bình tĩnh thì mới đi kiếm nhà nào mà có mở cửa hoặc có ban công bên ngoài á, thì mới gõ cửa, thì cái nhà đó mới mở cửa ra, là một luồng mọi người vô để mà ra ngoài ban công thì đứng đó. Thì ra ngoài ban công đứng một hồi, thì khoảng một tiếng á, thì một cái anh cứu hộ nào mới kêu là thôi mọi người đi ra, đi thang đi lòn đi ra, là cúi đầu xuống coi như bịch mỗi người mấy khăn để mà đi làm lòn đi xét hộ thang đi xuống có cái anh cứu hộ giờ chiều lỡ đưa bà xuống dẫn xuống mấy tiếng. Và lúc đó chị gia đình chị có bao nhiêu người trong nhà? Dạ chị nữa, là hai vợ chồng, hai đứa con. Và chị lúc đó chị thấy cái không khí xung quanh như thế nào? Không khí thì nói chung là khói mù mịt, thì mọi người ai cũng hoảng loạn hết trơn á, không có đường nào thoát, không biết đường nào để thoát hết trơn. Đi bây giờ cái cửa đã dùng từ là cửa thoát hiểm, thì người ta phải ra thoát hiểm, và thoát hiểm thì khói mù mịt, coi như là không biết chạy đường nào hết, chỉ còn là bây giờ chạy vô cái nhà nào có ban công để mà thở thôi, nhưng mà đứng hành lang coi như sẽ chết ngợp liền. Dạ, con xin lỗi, chị tên gì ạ? Tên Thư ạ. Chị Thư ạ? Bùi Ngọc Anh Thư. Bùi Ngọc Anh Thư ạ, chị sinh năm mấy ạ? Năm 78. Dạ, chị là, có nghĩa là chị là ở phòng A11 A11, có nghĩa là trên tầng 11.